Thưa quý vị và các bạn, công tác giảm nghèo là tiền đề quan trọng để xây dựng thành công nông thôn mới và thúc đẩy kinh tế. Xuất phát từ mục tiêu đó, huyện Trà Cú đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình dự án hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế. Qua đây khơi dậy tính tự lực tự cường của người dân trong việc chung tay giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên quê hương mình. Hàng năm, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, huyện Trà Cú xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội. Từ việc triển khai nguồn vốn đã được phân bổ, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm hơn 6,8%, vượt 3,32% so với chỉ tiêu. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc Khmer tính đến cuối năm 2022 đã giảm hơn 6%. Từ các chương trình chính sách hỗ trợ đặc thù cho huyện, hệ thống giao thông, công trình thủy lợi, trường lớp, nhà văn hóa, trạm y tế tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện Trà Cú được đầu tư nâng cấp, từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân và sự phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Với nhiều giải pháp tích cực, đảm bảo đủ điều kiện dẫn nước tưới từ công trình hệ thống kênh dẫn phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nhiều năm nay, Trà Cú đã vượt qua hạn mặn, lúa được mùa, trúng giá, nông dân rất phấn khởi. Mấy năm về trước lúa cái sản lượng lúa chín của nông dân là mùa vụ đông xuân, mà thường thường mà vụ đông xuân thì bị nước mặn hay xâm nhập vào thì cái vụ thất thoát của nông dân rất là lớn. Thành ra từ đó mà nhà nước thấy đã chủ động được nước và đã làm những cái kênh cống này kia cho đàng hoàng, thì từ ngày có những kênh cống như thế này thì nông dân đã phát huy và năng lực của họ đã được trả đó là lúa trúng. Tại ấp chợ trên xã Phước Hưng, ông Nguyễn Văn Đắng cho biết, năm nay người dân ở đây không lo mặn. Đến giờ nước trên kênh vẫn còn rất nhiều, lúa đổ nước phát triển tốt. Do người nhà lấy công làm lời nên sau khi trừ mọi chi phí, với diện tích 17 công lúa, gia đình ông Đắng sẽ thu lãi hơn 60 triệu đồng. Trong thời gian qua thì cái có cửa cống nhà nước là bây giờ là đê bao khép kín thì nước là chủ động, nước là không có xâm nhập mặn vào nội đồng thì thông báo hàng ngày, thì cho nên dân chủ động được thì lúa năm nay là bà con toàn ấp luôn làm là đạt theo hiệu quả là mong muốn của mỗi người dân, thì lúa năm nay là năng suất là rất cao, là từ 8 tấn trở lên. Do thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia nên nhận thức của người dân đã có sự chuyển biến tích cực. Nhiều nhóm hộ nghèo, hộ có thu nhập thấp đã mạnh dạn đầu tư kinh doanh và vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, một bộ phận nông dân tích cực hăng say lao động, nhạy bén và biết phát huy cơ chế mới, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, quyết tâm làm giàu chính đáng ngay trên quê hương mình. Kinh nghiệm theo bản thân tôi thì nếu mà trồng lúa muốn đạt kết quả thì năng suất thì mình phải, thứ nhất mình phải chủ động được nước, cái thứ hai nếu mà trước khi gieo xạ mình phải làm đất cho nó kỹ, vì mình phải quản lý cho được cái khâu ốc, khâu đầu tiên, vì kế tiếp là phải xử lý được cỏ, rồi về tới khâu mà mình giữ cái rễ của lúa. Nhà bên ủy ban cũng tận tình chỉ dạy bên khoa học kỹ thuật cho thường xuyên này tập huấn thường bên nông nghiệp về trồng, cách trồng lúa, rồi quản lý dịch hại của cây lúa. Thì nếu mà nói theo năng suất của lúa thì tùy theo thời vụ, cũng như nếu mà vụ hè thu á thì có thể đạt năng suất được 6 tấn 7 tấn một hecta, còn nếu mà thu đông thì khoảng 5 tới 6 tấn, còn chỉ có vụ đông xuân thì có thể đạt được 8 tấn đến 8 tấn. Nhờ chủ động thời gian xuống giống các vụ lúa trong năm, Phước Hưng luôn an toàn với hạn mặn. Việc dự trữ nguồn nước được tập trung quan tâm nên nước ngọt trên các kênh rạch nội đồng trong vùng khá dồi dào. Phước Hưng là xã lớn với số hộ là 4.273 hộ, nhân khẩu thì trên 17.000 nhân khẩu, thì diện tích nông nghiệp là trên 3.000 diện tích nông nghiệp, trong đó là trồng lúa là 2.300 ha. Thì ngay từ đầu vụ thì theo cái kế hoạch của tỉnh cũng như của huyện, thì ủy ban dân xã chỉ đạo các ấp cũng như là bà con nông dân là thông báo tình hình lịch xuống giống, chủ động trong vấn đề hạn mặn. Nói chung bà con nông dân cũng tích cực hưởng ứng theo lịch thời vụ của nhà nước.
và một cái nữa là ủy ban cũng phối hợp với thủy nông để thông báo cái vấn đề về lịch vận hành cống cũng như là cái độ mặn thường xuyên cho bà con nông dân. Thì ủy ban sẽ tích cực tuyên truyền vận động bà con đi theo hướng hữu cơ để nhằm làm sao đảm bảo được sức khỏe cho người dân là cái thứ nhất. Cái thứ hai là giảm được chi phí đầu vào và tăng năng suất, rồi định hướng là đi đến cái chất lượng của sản phẩm. Ngành nông nghiệp huyện Trà Cú tập trung phối hợp xây dựng kế hoạch vận hành các cống đầu mối trên địa bàn phục vụ sản xuất, tăng cường quan trắc nguồn nước trên các kênh rạch chính tại các vị trí các cống đầu mối và trong nội đồng, tiến hành đóng các cống đầu mối khi độ mặn từ 1/1000 trở lên, tranh thủ mở cửa cống lấy nước khi độ mặn giảm dưới 1/1000, đảm bảo được mực nước ngọt trong nội đồng đạt cao trình độ tối thiểu 0,5 m. Hiện nay, công trình cống 3 tháng 2 hoàn thành và đưa vào vận hành đã tạo thuận lợi rất nhiều cho địa phương trong việc tăng áp lực lượng nước về cuối nguồn. Ngay từ đầu năm, coi như là mình đã chủ động chỉ đạo tích trữ nước, nói chung là cũng kịp thời để đảm bảo cho phục vụ bà con. Thì bên cạnh đó thì anh cũng chia sẻ là coi như là huyện mình có cái trang mạng Zalo, coi như Zalo nhóm nông vụ Trà Cú. Thì cái nhóm đó thì gồm có phòng nông nghiệp, cơ quan chuyên môn, rồi trước đây là trạm bảo vệ thực vật, nay là trung tâm dịch vụ nông nghiệp, rồi lãnh đạo ủy ban dân các xã, rồi trong đó thì gồm chủ tịch, phó tịch và cán bộ nông nghiệp. Thì trên cái trang đó, trang Zalo đó, thì những anh em ở địa phương người ta chia sẻ những cái thông tin địa phương đó, rồi từ đó thì mình phối hợp để mà mình điều tiết cái công tác vận hành. Còn nói về riêng của xí nghiệp đó, thì bên chúng tôi thì cái lịch vận hành nói chung là ban hành hàng tuần đều gửi đến ủy ban dân các xã thị trấn, rồi đồng thời là gửi trên trang Zalo để các địa phương nắm để mà chủ động thông báo đến bà con. Thì trong cái vấn đề mà điều tiết á, thì thường cái lịch thì mình đưa ra cái hướng, nhưng mà bên cạnh đó thì nó không cứng nhắc như vậy, đôi lúc thì nó vẫn là nó có nhiều cái vấn đề mà nó đột xuất, thì thường là phải thông báo trên cái trang Zalo đó là trước một ngày hoặc là trước một con nước gì đó, để ủy ban người ta là chia sẻ thông báo trên cái truyền thanh á cho bà con nắm, để mà bà con tự chủ động để sản xuất. Thì nói chung được cái vấn đề đó thì phải nói cũng rất là phấn khởi. Để giảm nghèo hiệu quả, huyện Trà Cú còn tập trung đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động. Theo đó, huyện phối hợp chặt với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Trà Vinh triển khai nhiều nội dung cụ thể như tư vấn chính sách pháp luật về lao động việc làm, dạy nghề và bảo hiểm thất nghiệp, thông tin tuyển dụng lao động trong và ngoài nước, chính sách xuất khẩu lao động, trọng tâm định hướng lao động làm việc tại các thị trường có uy tín như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Điển hình như gia đình bà Phan Thị Hằng, ngụ ấp Chợ Dưới, xã Phước Hưng. Gia đình bà đã thoát nghèo nhờ có con gái đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Tiếp chúng tôi trong căn nhà rộng mới khang trang, được xây bằng tiền làm việc của con gái đi lao động tại Nhật Bản gửi về. Bà Hằng chia sẻ, trước đây gia đình bà thuộc diện hộ nghèo của xã. Cả hai vợ chồng bà đều là lao động phổ thông, ai thuê gì làm nấy. Đầu năm 2018, sau khi được chính quyền địa phương cùng Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Trà Vinh tuyên truyền chính sách xuất khẩu lao động, hướng dẫn cụ thể hồ sơ, thủ tục xuất khẩu lao động, thì gia đình bà đã có sự chuyển biến tích cực. Cụ thể là con gái của bà đã đăng ký đi Nhật Bản làm việc trong lĩnh vực chế biến thực phẩm. Hiện nay, gia đình bà Hằng đã thoát nghèo, khấm khá hơn, có nhà mới khang trang. Ngoài tiền lao động con gái gửi về trên 20 triệu đồng hàng tháng, hiện tại bà Hằng còn tăng gia sản xuất, làm ruộng, nuôi bò sinh sản để có thêm thu nhập kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Cũng con đi năm 2018, rồi sang 2019-20 là chị thoát nợ hết. Rồi từ đó tới giờ con chị cũng gửi về cho chị xài ổn định. Có cũng mừng ăn, nó cũng dương tháng khoảng 20 triệu. Rồi nó làm từ đây tới thêm 3 năm nữa nó mới về. Huyện Trà Cú có dân số hơn 147.400 người, trong đó dân tộc Khmer chiếm hơn 63%. Huyện chỉ đạo các xã thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách về xuất khẩu lao động theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước và Nghị quyết số 11 về đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh.
Theo đó, mức cho vay cụ thể đối với từng người đi xuất khẩu lao động được xác định căn cứ vào nhu cầu vay vốn của người vay. Tất cả các trường hợp vay vốn tối đa không vượt quá 150 triệu đồng một người. Thì trong năm 2023, chỉ tiêu của xã là 12 lao động. Thì khi xã nhận chỉ tiêu thì về triển khai lại cho các ấp cũng như là chỉ đạo phối hợp với các ngành đoàn thể tuyên truyền vận động lao động trên địa bàn xã để tham gia đăng ký xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài. Thì kết quả trong từ đầu năm đến hiện tại bây giờ là xã đạt từ 16 trên 12 lao động đã xuất khẩu có thời hạn ở nước ngoài, thì đạt vượt kế hoạch đã chỉ tiêu của huyện giao. Thì hướng tới thì xã sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động, vì nhận thấy cái kết quả mà khi mà con em xuất khẩu lao động thì có đem lại kinh tế cho gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững. Theo ngành chức năng huyện Trà Cú, từ năm 2021 đến nay, huyện có gần 180 lao động đi xuất khẩu theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Nhật Bản với nhiều ngành nghề như cơ khí, chế biến thực phẩm, nông nghiệp, xây dựng, điều dưỡng.